Chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Nay này rất là duyên được gặp, được trở lại nhà của bác Doanh ở 995 nhỉ? Nhỉ? 995 đường Giải Phóng. Đấy, vừa nãy đi bị cảnh sát tuýt các bạn ạ, vì mình rẽ sớm một chút là thành ra vi phạm. Thế là phải vòng lại đến nhà bác Doanh. Thì hôm nay đến nhà bác Doanh thì bởi vì có một cái giò nó hoa lan nó vừa mới nở, nó rất là thú vị, và bác lại tặng cho quỹ của Hoa Lan TV để giúp học sinh nghèo, nên là hôm nay đến tận nơi để vừa uống trà giao lưu với bác một tí. Đây, ngồi uống trà trên sân ngắm lan rất là tuyệt vời. Đấy, hôm nay tôi sẽ bây giờ sẽ giới thiệu cái giò lan này cho các bạn nhé. Đây, đây là một cái giò lan mà mới sổ, mới nở ngày sáng nay. Nó còn chưa, đây các bạn nhìn thấy lưỡi này, các bạn biết là nó còn chưa hề bung ra. Mỗi bông này là nó đã bung ra rõ hơn chút, nhưng mà nhìn đã thấy nó rất là đẹp rồi. Cái bông này vào ngày mai thì nó sẽ căng, ngày mai nó sẽ nở căng và sẽ rất là đẹp. Mắt đỏ, cũng tràn viền các thứ cũng khá là ổn. Phân thùy thì chưa được sạch lắm, nhưng mà rõ, nhưng mà nó vẫn có cái vết lem từ bên này sang. Tức là cái thùy nó ấy, nhưng mà nói chung là như vậy là rất là ổn. Đây, ví dụ như nhìn cái này thì ổn, nó còn hơi lem từ bên này sang bên kia một chút xíu ở gần đầu này thôi, nhưng nói chung như thế là rất là ổn. Đây, cái giò này là một cái giò đang có nở được 4 bông rồi, còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cái nụ và một cái kỳ ở trên đầu ngọn nữa. Bác Doanh là bác ấy kích bằng cái phương pháp mà khoan lỗ đây này, các cái vết khoan lỗ này. Đấy, khoan lỗ đây. Đương nhiên là hoa kích thì nó sẽ không thể nào chuẩn như hoa để tự nhiên được, nhưng mà cái này là để xem mặt hoa của nó như nào. Cái này đang có hai mầm gốc mà trên này của bác có cảm giác bị hơi khô quá không ạ? Không khô lắm đâu. Hôm nay là chắc là tại vì giờ sờ vào cái giá thể thì thấy nó khá là khô, mà nhìn cái thân trên này nó kiểu như là nó không được mướt lắm ấy, nó có dấu hiệu bị thiếu nước các bạn ạ. Đấy, tại vì tôi sờ vào cái rêu này nhé, nó đang rất là khô, nó vẫn ẩm nhưng mà nó không được thực sự ẩm lắm. Mà mình nhìn cái thân này là nó có không kiểu như không mướt như là những cái giò lan của mọi người ở cái thời điểm này. Bởi thường cái thời điểm này ấy, mầm gốc nó đi thì nó sẽ rất là mướt. Nhưng mà đây chắc chắn không, cái này tôi phát hiện ra vấn đề của nó rồi các bạn. Cái này là bác Doanh bác cái dùng rất là ít phân các loại, mà cái này hình như là bác tưới bằng cái này không có phân đâu, gần như không có phân. Đúng rồi đấy, cho nên là cái thân lá nó không có mỡ màng như là mọi người dùng nhiều phân kia. Cái này hình như là bác có dùng GE đúng không? Không dùng GE ạ. Chứ là không phân sinh học cái gì cũng không dùng luôn. Chỉ có cái phân dê giết ở dưới người trước. Thế ạ. Tại vì thường ấy là cái giá thể lâu cũng có cho thế là NVK, nhưng mà lâu tồn hàng nửa tháng mới làm. Nói chung là phải nói này, cái giò này của bác Doanh ấy là nó nói dùng đúng từ đúng nghĩa là nó hơi bị thiếu dinh dưỡng các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó lên cái giò hoa này nhá, nó phải nuôi cái thân hoa này, và nó đang nuôi hai cái mầm gốc này, nhưng mà cái lượng phân nó ít thì nó cây nó rất là khỏe, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà nó lao ngọn mầm mạnh như là mọi người bón và phun đủ phân được. Đấy, nhưng ngược lại thì cái giò này ấy thì bây giờ về nhà nào chăm cũng được, bởi vì nó rất là dễ sống và khỏe, thì có thể mang về là ai mà mang về mà cái giò này mà chăm là cứ thế, là nếu thích thì thay giá thể mới, còn không thích là cứ giữ nguyên như này, là thêm phân thêm tiếc cái thứ vào là mầm gốc nó phi mầm luôn thôi. Đấy. Cái này thì các bạn theo dõi video nhé, bởi vì nếu nó nở bung ra thì là tôi sẽ quay thêm cái đoạn nó nở bung ra sẽ rất là đẹp. Đấy. Cái giống này thì đợt trước bác nói một lần rồi, nhưng mà cháu quên mất rồi. Em quên mất rồi. Nó vẫn
không được học cũ. Vâng, em à vâng, em quên mất cái giống này đâu rồi bác. Đây này, đây này, không được học cũ của nó đây này. Vâng. Đâu ạ? Đấy à, ờ, mặt hoa của mặt hoa chính chủ thì đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ. Mặt hoa mà giò mẹ ấy, tức là giò mẹ của người chủ thì cánh nó sáng hơn rất là nhiều và cái phân thủy nó sạch hơn. Nhưng mà vậy, như vậy chứng tỏ là nó sạch phân thủy lắm, nó như vậy chứng tỏ là cái bông này thứ nhất nó vừa mới nở ra nó chưa sạch nha các bạn. Bông này này nó vừa mới hé ra nó chưa sạch. Thứ hai nữa ấy là thường là lúc mới nở như này thì khi mà 2-3 ngày sau ấy thì cái cánh nó sẽ bay, nó sáng hơn, nó sẽ trắng hơn, đẹp hơn. Như vậy là một cái bông có thể gọi là bông ám, bông rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái này thì nó đợt bác Doanh nói là nó ở vùng nào nhỉ? Phú Thọ đấy. Phú Thọ à? Ngày xưa mua là ở Phú Thọ đấy. À, ám kiểu như là ám mắt trâu Phú Thọ đấy hả? Mắt trâu đấy. À, cái này mắt nó tràn viền luôn ra ngoài luôn. Mắt tràn viền rồi. Rất là đẹp. Đúng rồi, cái này độ ngày mai ngày kia nó sẽ cánh nó sẽ sáng hơn, nó bay đi bớt mà. Nó sẽ sáng hơn nữa, đẹp hơn. Tức là bác Doanh nói là cái giò này là bác tặng cho quỹ luôn ạ. Tặng cho các cháu. À, tặng cho quỹ để cho cháu. Như vậy thì cái giò này nhá thì tôi sẽ không đưa lên để tôi sẽ không đưa lên trực tiếp nữa mà tôi sẽ đăng cái video này luôn nha các bạn. Và bạn nào mà ưng cái giò gọi là có thể gọi là ám phân thủy này, Phú Thọ này, ám mắt châu này thì các bạn liên hệ với tôi theo cái số Zalo là 0338113113 nhé, thì sẽ sở hữu chuyển luôn cho các bạn cái giò này, thì tiền thì chuyển vào quỹ để trao cho học sinh. Hôm qua thì tôi có trao 2 trường hợp ở trong Ninh Bình. Đấy, nhờ một anh ở trong Ninh Bình, anh trao cho 2 trường hợp ở trong Ninh Bình. Thì bây giờ học sinh đã bắt đầu đi học trở lại rồi, cho nên là sẽ đẩy mạnh cái việc trao cho học sinh. Thế đợt vừa rồi thì cũng có trao cho hỗ trợ phòng chống dịch Covid rồi ở mấy nơi. Nhưng mà bây giờ học sinh nó đi học trở lại rồi thì sẽ phục hồi lại cái việc là trao cho học sinh. Đấy, rất là quý, rất là cảm ơn bác Doanh rất là nhiều. Vì các bạn, đây không phải lần đầu tiên bác Doanh tặng, mà bác Doanh cũng đã tặng đến mấy lần rồi. Thì hôm nay là bác cũng bảo là kiệm ở đâu rồi bác mang tận nơi, nhưng mà thôi trời nắng nôi quá thế này thì bảo thôi thế thì để tí em qua, thì ai để bác mang đi, bác mang đến tận nơi nữa thì nó cũng phiền và cũng mệt mỏi. Đấy là giống gì hả bác? Đấy cũng là nói cái này là mới nở sáng nay thế này. À, cũng mới nở mà nó bay như thế này. Cũng là giống này luôn ạ? À? Đó đấy. À, thế cũng là mới nở sáng nay đấy. Cũng mới nở sáng nay đấy. Ừ. Đấy mà nó bay như thế. Vâng. Cũng là kích cái đồng họ đấy. Cái này kích đồng họ đấy. Kích. Vâng. Nói chung là nhìn cánh chưa xòe mà nó đã bay như này rồi thì nói chung là đến lúc mà tối cũng bay luôn. Vâng. Thì có điều đây này, rõ ràng các bạn thấy không? Vì nó là hoa kích nhé, cho nên là cánh kiếp các thứ ấy là nó cũng hơi bị méo mó một chút này. Đấy, nhưng mà nói chung là nó làm cái mặt bông ổn vì bác kích để cho nó biết mặt hoa. Biết mặt hoa tại chính chủ tại vườn. Còn cái hoa mà lúc nãy xem ở trên ảnh trên điện thoại của bác là hoa tại cái vườn của người chủ cũ, đúng không ạ? Không, mình trồng ra. À vâng. Mình trồng ra. À đã nở một lần rồi ạ? Nở rồi. Nở ra đây rồi ạ? Nở đây rồi. À thế ạ, à, thế thì đâu cần phải biết mặt hoa nữa đâu. Không, à vâng vâng. Của mình đây rồi mình nở ra. À tức là cái này ảnh mình mua đâu, mình trồng đâu. À vâng vâng. Thế là không tưởng phải là chủ cũ luôn. Tưởng là chủ cũ thì mới cần, thế thì bác cần thì phải test hoa nữa. Cứ có hoa để cho mọi người. À vâng. Rất là tuyệt vời. Thơm. Đây là thơm ngát. Đấy. Để bác nào mà thích cái giò này thì liên hệ với tôi theo Zalo 0338113113 nhé. Đấy, vườn của bác Doanh thì ở trên một cái sân thượng. Đấy, và xung quanh thì cũng có lưới bảo vệ, xong rồi bác còn lưới có cả cái lưới chống. Cái này thì thực ra chỉ chống lá khỏi rụng thôi, chứ còn cái này thì không có lấy gì cả. Nhưng mà có chung là cũng đằng này thì cũng ok rồi. Nói chung là an ninh an biết cái thứ bác làm này là cũng tương đối ok rồi. Đấy, thì bác Doanh thì có cái dùng cái Facebook là gì ấy nhỉ? Nguyễn Thế Doanh. Nguyễn Thế Doanh đúng không nhỉ?
Đấy, thì các bác nào mà có tham gia Facebook ấy, thì có thể kết nối với bác Doanh qua cái Facebook là Nguyễn Thế Doanh. Với bác thì bác cũng là người chơi thuần túy nhé các bạn, người chơi lan thuần túy luôn, không phải là làm lan để kinh doanh. Cho nên là bác cũng không phải là buôn bán gì ấy cả, nhưng mà điều là nếu mà ai ở gần thì có thể giao lưu lẫn nhau, giao lưu uống trà, rồi kể cả giao lưu lan liếc các thứ cũng được. Đấy, thì bác mở cái Facebook của bác xem nào. Đây là không có mạng tôi. À không có mạng thôi đấy. bác Doanh là nói chung là liên quan đến công nghệ các thứ là bác không nắm được nhiều. Nên là máy của bác ở lên trên này là nó không có wifi. Wifi là ở dưới rồi. Đấy, wifi là của bác là phải ở dưới cơ, lên đây không có wifi nên là cũng không mở được Facebook ra. Đấy, đúng rồi, tôi nhớ lần trước đã gặp một lần tình huống này rồi. À, một lần rồi. Rất là tuyệt vời. Lần trước bác Doanh tặng tôi một cái ki nhỏ nhỏ thì tôi về tôi chăm cái giống này, tôi test. Vừa rồi tôi test nó cũng đang nhú nụ rồi các bạn. Nhanh nhiều hoa, dễ ra hoa. Khỏe, dễ trồng. Giống này rất là khỏe. Mà cái giống này nó lại khác mọi kia. Nó lại ra cành đấy, nó ra cành. Cứ một cành này là làm bông. Đấy, nó ra cành chứ không phải nó ra. Đấy, nó ra cành hoa. Như vậy thì là cái mắt này, cái mắt này rất có thể là ở cái mắt này nó sẽ có mắt ngủ. À. Và có thể bẻ cái mắt này, bẻ hoa đi mà nhỏ thuốc vào đây là có thể nó lại lên ki từ cái cuống hoa này. Đấy, cái ra cành đấy là nó ra cành hoa chứ không rồi. Cứ một cành là một bông. Là chùm luôn. Chùm luôn. Hôm trước tôi vào trong vườn của anh Nguyễn Ngọc Hà đấy, các bạn xem trên Hoa Lan TV thì có cái giống gọi là giống hoa của cái cây gì nhỉ? Tự dưng cái cây đấy không hiểu sao cứ mỗi lần nói đến nó là mình lại hay quên đấy, thì là nó cũng ra từ 5 bông đến 9 bông trên một cái chùm như này. Thì đây là cái giống phi điệp này của bác Doanh, là đây tôi nhìn thấy có hai chùm. Nếu mà trồng tốt nhé, một mắt ra hai chùm. Vâng, đây hai đây nhé, một chùm này cũng đang có là hai chùm có 5 bông hoa đấy, rất là đẹp. Đẹp mà rất sai hoa nhỉ, yeah, sai hoa quá. Sai hoa là mất. Sai hoa quá. Sai hoa quá. Mầm gốc này nhá, nếu bây giờ mà rơi vào tay anh em nào mà chăm gọi là có thức ăn đầy đủ tí, độ ẩm đầy đủ tí thì lại cuối năm là nó phải ra cả mét luôn. Đấy, cái này là thân tơ này đang được khoảng độ gần 80 sen. Gần 80 sen nhé, hai mầm gốc. Còn chỗ này là thân tơ. À, thân già mùa trước. Đây, mùa trước. Cái này vẫn ươm ki được nhé các bạn. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Cảm ơn bác Doanh rất là nhiều. À, đây có một cái chậu, một cái giò hoa rất là to nữa các bạn. Cũng là cái giống hoa đấy, nhìn sai cực kỳ luôn. Sai hoa cực kỳ. Đấy, nhưng mà bác cũng kích hoa này. Kích hoa. Cái này thì bác lại trồng ngược. Bên kia nó đang quay thì bên hàng xóm họ đập phá, họ gõ cái to quá các bạn ạ. Thế nên là tôi phải dừng đi, bây giờ quay tiếp. Đấy, hoa nó sai quá các bạn ạ. Cái giống này hoa rất sai. Rất sai hoa. Bác cái kích cho nên là nó ra cả hoa cả ki ở trên cái thân này luôn. Nó hơi tiếc là nó hơi cao nên là tôi quay nó cũng bị ngược sáng một chút các bạn. Nhưng mà thôi, để cho các bạn chiêm ngưỡng thế thôi. Đấy, giò này cũng rất là nhiều đang có khoảng độ 5-6 cái mầm gốc rất là đẹp. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Cái loại này hoa nó không ra được ngọn mà bông hoa này nó to mới khoảng 12 phân. À thế ạ. Giờ nó tàn mất rồi các bạn. Nó tàn rồi. Đây là tới này. Đấy là nó ra đồ ngọn, đây là không có ai chụp vào này. À. Đây. Đấy, cái đầu ngọn này nó rộng gần 12 phần. À mà. To nhé, bông hoa to thế. Đấy, đợt tới này nó ra dưới này có khả năng này. À, đang có một đống ki. Ki này, À, dưới này có hoa đấy. Hoa. Hoa. À, ki, hoa. Đây, siêu to luôn. Đang có một đống ki trên thân.
Đấy, bác là doanh là bác ấy treo hoàn toàn ở trong phía trong của mái nhà luôn này các bạn này. Nhưng mà vẫn đủ ánh sáng ở phía ngoài. Sáng phía ngoài. Còn hình như đợt trước có một lần có một quay giới thiệu các bạn cái giò Lai Châu này rồi này. Cái giò này là hôm trước là đợt trước bác nói là như 30 mấy năm sao nhỉ? Đấy 30 năm. 30 năm. Vừa rồi đánh gãy cái này. Vâng. Nó khô rồi. Cái này không dưới nhà gãy. Nó gãy nhưng mà nó đang lên mầm này. Đang mầm đấy, Lai Châu này, cái này là mình có thể những cái thân già như này nhé. Bỏ là mình có thể bỏ đi nhưng mà thực ra mình không nên bỏ đi đâu. Và mình phun cái tư duy xanh ấy. Là nó lên nhiều lắm. Đây là nó đang tự lên một mầm này. Đây đang nhú mầm nữa này. Nhưng cái này ấy, nếu bây giờ mình pha cái tư duy xanh ấy mình phun vào đoạn nào nó lên mầm đoạn đấy luôn. Đấy, cái giống này Lai Châu này nó cũng dễ. Cứ bảo là hàng đơn thân nó có, ngày xưa cứ bảo khó kích lên kia nhưng mà bây giờ đúng là có thuốc và lên hết. Đấy, trồng Lai Châu hơn 30 năm. Trông giống như là cái rễ ở vùng nước ngập mặn mà nó thủy triều nó rút xuống ấy. Nhưng mà cây thì có vẻ bị yếu các bạn ạ. Yếu. Mà cái lá này hình như đang bệnh. Đúng rồi, cái cây này. Ồ. Đang bệnh nấm này. Cái này nấm nó sần sần này. Ồ, thế thì cái này bác phải chữa đi, không có thì nó bị hết ra thân. Ồ, cái này bị nặng quá này. Bị nặng lắm ấy. Ồ. À thế thì để gửi lại cái link ấy cho bác xem nhé. Anh Hà anh có chia sẻ cái cách trị cái nấm này mà. Em lại không nhớ cái chi tiết cái loại cái này hình như là rệp ấy. Cái rệp sáp à? Đấy, rệp sáp bấm đá. Ờ à, đúng rồi. Cái rệp này là có anh Nguyễn Hồng Hà anh có cái video rất kỹ ở trên Hoa Lan TV rồi. Phun vào mấy lần thôi là nó sẽ hết thôi. Và thế để sẽ gửi cái link video đấy chứ không để cái này thì đây toàn bộ nó sang đây nó cũng bị hết. Tiếc quá. Để cái này nó ăn lá nó còn sức đâu nữa. Nó không còn chất để đấy. Rồi. Đấy, bác trồng vào cục gỗ. Của lũa xong rồi cho rêu cho riếc vào xong ghép lan vào. Đấy, rất là điệu. Trên kia cũng thế cả. Đấy, rất là điệu. Không xử lý thì nó còn lây bệnh sang cây khác. Đúng không? Vâng. Cái để sát này nó không lây. Rễ thì rất là khỏe nhé. Nhưng mà tiếc cái là lá nó bị bệnh quá nặng luôn. Rệp. Nhưng cây rệp này ấy là trước mắt mà có thể dùng ấy để phun cọ nó đi được bác. Dùng cái nước giặt ấy. Nước rửa bát ấy. Đúng rồi, nước rửa bát ấy. Mình đổ nó ra chậu mình pha nó bớt một chút đi xong mình lấy cái rẻ mình cứ lau lên nó cũng đỡ. Nó đỡ. Nhưng mà nó có thuốc để nó trị triệt để hơn. Em sẽ xem lại cái link đấy, em gửi cái link đấy cho bác xe tham khảo nhé. Đấy. Đây là một cái giò nữa trong vườn của bác Doanh này. Cái này lúc nãy là bác nói là ở vùng nào nhỉ? Núi Chúa. À, bông này cũng rất là đẹp đấy. Bông này mà nó cũng thuộc vào dạng sai hoa nhỉ? Sai hoa. Đấy, không sai hoa. Ra hoa. Trà ra với kia. À, rực rỡ luôn, rất là đẹp luôn. Cái này trông này thôi chứ còn nó mà chụp hình mà lên mà vào các tay các mọi người là nó cũng long lanh lắm vì cái này nó cũng mới nở thôi. Chưa căng hết. Đây, cái này của nó này. À, cái bông này là bông một mình các bạn thấy không, một mình nó khác. Cái chỗ này ấy là nó nhiều hoa quá. Cái sai hoa thì nó cũng có cái hay là nhìn thì nó rất là đẹp mà hương thơm nó nhiều, nhưng mà đôi khi ấy, thì nó vì nó cái cánh nó tì vào nhau ấy, thì nó không thoát được để nó bay. Như ở đây chẳng hạn trên này nó có ba bông này nhưng mà ba cái vặt mất hai rồi để lại có một thôi, thì quả nhiên là cái cánh của cái bông này nó khác hoàn toàn bông dưới luôn. Quay cùng một thời điểm nhưng mà bông này thì cánh bay hơn rất là nhiều, nhưng trong cái đó bông này thì nó vì nó bị gọi là không có không gian ấy nên là nó cũng bị chen chúc vào nhau, nó không bay được. Nhưng mà thôi cứ kệ nó, lấy cảnh quan này quá đẹp luôn.
quá đẹp luôn. Đấy, trên này bác còn có mấy chậu gì đang cũng đang nụ kìa. Đấy, cái cũng nuôi chúa. À, cũng nuôi chúa luôn. Wow. Đấy. Cái này là cây... Đấy là cây lồng nhãn. Lồng nhãn. Nhãn sao mà xưa. Wow. Lồng nhãn đúng không? Lồng nhãn đúng không? Ngày xưa là cũng nhiều người thì ấy lắm đấy. Những cái mặt hoa nó vàng cũng đẹp. Nhưng mà bây giờ... những cái loại này giờ là chỉ có những người chơi thuần túy thôi các bạn ạ, chứ còn các thứ mà có tí hơi hướng nhà vườn đầu tư thì tuyệt nhiên là không thấy có những cái giống này. Giờ mà vào nhà nào mà cứ thấy có long nhãn này với lại có hoàng thảo, các loại hoàng thảo kiểu như là long nhãn hay là ngô đồng ngô biết cái thứ là toàn là những người chơi thật sự là chơi mới ấy thôi. Đây, các bạn xem lại lần nữa cái mặt bông này. Đấy, cái mặt bông này cánh rất là to đẹp đấy nhá. Đúng rồi, đây là nó bị kích vào cái mép này này. Nó bị quăn. Nó không đầy đủ ấy, nó không tự nhiên mà kích như thế. Chứ còn cái bông này mà nếu mà nó mở ra đây các bạn nhìn thấy này. Cái cánh của nó to như thế này mà. Cánh nó to và cánh bầu. Cánh bầu rất chi là to đấy. Tôi sẽ bỏ cái bông này. Đây, cái bông này nó lại hơi bị lỗi cái cánh này. Hơi bị lỗi cái cánh này này. Cái mép nó bị quăn xuống, nó không căng hết ra các bạn. Chứ còn nếu mà nó căng hết ra thì các bạn thấy không, cánh sáp rất là dày mà cánh bầu đấy, to đẹp lắm. Đấy, nhìn này thấy. Bắt đầu thấy nó sáng hơn rất nhiều rồi. Tức là nó càng căng nó càng sáng hơn. Đẹp đấy, rất chi là đẹp. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui và vui vẻ với việc chơi lan. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và cũng cảm ơn bác Doanh rất là nhiều vì đã nhiều lần ủng hộ Hoa Lan TV để giúp phát triển quỹ.